Mỗi lần nhà con tổ chức đám tiệc vì cần nhu cầu thức ăn nhiều nên phải đặt. Mỗi lần nhà con tổ chức đám tiệc thì cần nhu cầu thức ăn nhiều nên phải đặt thịt cá tôm trước. Và con nói với người nhà con là mình đặt trước là người ta sẽ vì mình mà họ bắt giết, như vậy mình sẽ bị cộng nghiệp sát sanh. Nhưng mà người nhà con bảo là nếu không đặt trước thì tới lúc đó không có mà mua, nên vẫn phải quyết định đặt trước để người giao thịt tới. Con không biết phải nói gì nữa nên con để cho người nhà con làm gì thì làm. Vậy con có mang nghiệp hay cộng nghiệp sát sanh không? Thứ nhất á, là nếu như mà mình khéo thì mình hoàn toàn có thể đặt mua đông lạnh ở siêu thị, hoặc là mình đặt hàng ở đặt trên mạng cũng được, nhưng mà mình đặt cái hàng đông lạnh á, tại vì hàng đông lạnh là hàng nó đã xong chuyện rồi thì mình không có vấn đề gì. Hoặc là mình mua ở siêu thị á, thì không có vấn đề gì. Còn nếu như mà người nhà kiên quyết á, thà mua đồ tươi chứ còn không mua đồ đông lạnh á, thì mình đừng có ăn. Cái món nào á mà là đồ đông lạnh á thì mình có thể dùng bình thường. Còn cái món nào mà nó không phải đông lạnh, nó là đồ tươi á, thì đừng có ăn. Tại vì nếu như mình ăn là mình sẽ cộng nghiệp. Hay bị đứng hình. Tại vì á, bây giờ nếu như mà sư chỉnh lại là sư phải khởi động lại máy thì máy nó mới nhận. Mà nếu như nó phiền như vậy đó là hôm nay là mình nghỉ sớm.